16. Trận đấu giữa Phát Cần Long và Lượng. Điểm 16 cho chủ nhà. Mình đọc điểm 2 sân nữa, các bạn thông cảm nha. Trận đấu diễn ra giữa Phát Cần Long và Quảng Lượng. Bóng ngoài. Điểm Quảng Lượng 1-0. Mình đọc điểm sân trước mặt là ưu tiên nha các bạn. Sân kia là lâu lâu mới đọc lần. 11-7. 11-7 cho chủ nhà. Điểm Quảng Lượng 2-0. Bên này hết được bản, đây còn trận trận quyết định. Bỏ bóng tốt. 3-0. Xin lỗi trên nạp. Đèn bỏ xeo. 3-0. 8-12. 8-12. Bóng còn. Quá tốt, là bóng tốt của Phát. Đổi điểm 1-3. 13-8. Điểm 13-8 cho chủ nhà. Bỏ bóng tốt của Phát. Đổi điểm 2-3. Phát bóng ngoài. Điểm Quảng Lượng 4-2. Bỏ bóng ngoài của Thịnh. Điểm 15-8 lưu ý điểm cuối cho chủ nhà. Phát làm gì đây? Quá đơn giản đó, với nhìn Quảng Lượng. Bóng có. Vượt bóng rồi các bạn ơi. Điểm Phát Cần Long 3-4. Một pha bỏ bóng tốt của Bánh Mì đã kết thúc sách 1. Bánh Mì tạo nhân trước 1-0. Bóng còn. Quả đẹp rồi Phát ơi. Bóng còn luôn, thủ tốt rồi. Thủ quá hay vậy. Gần tiếp bóng không lên nha các bạn. Điểm tiếp cho Quảng Lượng 5-3. Bóng không sang lưới. Sáu ba. Bóng tốt. Đổi điểm 4-6. Một không cho chủ nhà. Xếp 2. Quảng Lửa. Bóng còn. Đỡ bóng hỏng. Điểm Phát Cần Long 5-6. Bóng còn. Lại là Phát. Quá hay, bỏ bóng tốt của Phát, điểm 6 đều. Sáu đều bóng. Điểm chủ nhà 2-1. Trọng tài xác định là bóng chạm tay ra ngoài. Điểm Quảng Lượng
76. Bóng có đỡ bóng hỏng điểm phát Trần Long 7 điều. Bóng bóng không thằng lưới điểm lượng 87. Đập bóng tốt của Phát 8 điều. Hai đội đang giao lưu. Bảnh mày làm gì đây? Thủ quả tốt vậy. Lại là bảnh mày đánh. Trời ơi thủ quá ghê vậy. Điểm phát Thằng Long 98. Phát bóng tốt của Mini Thừa điểm 18. Điểm 3 điều cho hai đội chủ nhà và Thịnh Tư Ca. Lửa bóng còn Phát làm gì đây? Bỏ bóng kịp không? Bỏ bóng tốt của Phát. Điểm 11-8. Chủ nhà xin hỏi ý. Ai nữa rồi? Máy nào nữa rồi? Quá đẹp rồi. Bỏ bóng tốt của Phát 12-8. Quảng Lượng xin hỏi ý. Sẽ đấu tiếp tục giữa hai đội Phát Cần Long và Quảng Lượng. Điểm tiếp cho Phát Cần Long 13-8. Phát bóng không thằng lưới đổi điểm cho Lượng 9-13. Phát bóng ngoài điểm Phát Cần Long 14-9. Có điều chắn bóng tốt của Mãi. Lưu ý điểm cuối cho Phát xếp 1. Điểm 6 điều cho hai đội bên đây. Quá ghê, đập bóng quá xuống của bánh mì rồi. Bánh mì giờ này có thịt rồi nghe mọi người ơi. Kết thúc xếp 1. Phát Cần Long tạo nhân trước 1-0. Xếp 2 giữa Phát Cần Long và Lượng. Bỏ bóng tốt của Lượng điểm 1-0. Thấy rất tiếc bóng ngoài nha các bạn. Bóng còn Lượng đẹp quá bay rồi, bóng bóng bay rồi. 1-3 bỏ bóng tốt của Pháp điểm 1 đều. Một điều. Quá gầy cả ngày. Trời ơi quá đáng tiếc bóng lỗ luôn. 12-7. Đẹp chưa? 12-7.
trọng tài xác định điểm cho Phát Càng Long 2-1. Mười ba bảy cho chủ nhà. Điểm tốt cho lượt hai điểm. Quá rồi, đẹp quá rồi, đập bóng tốt của thầy. Điểm 8-13. Thủ tốt, lượt bỏ bóng tốt của lượt 3-2. Điểm chủ nhà 14-8. Bỏ bóng tốt của Phát. Điểm 3 đều. Chặn bóng tốt của Bánh Mì. Điểm cuối cho chủ nhà. Bên đây hả? 3 đều. 3-3-3-3 đều. Có là cố tình á. Cố tình cờ lâm. Đập bóng không sang lưới. Điểm 4-3. Bánh Mì làm gì đây? Quá tốt rồi. Một pha đập bóng tốt của Bánh Mì kết thúc trận đấu. Bánh Mì thắng 1-2-0. Mời Trang Ngữ và Nam Phụ Tô qua. Quá đẹp rồi. Bỏ bóng ngoài của Phát. Điểm 4 đều. Điểm 5-4. Sao nhấn? Đợi tí, đợi tí. Không có nghe à. Không có. Đau bụng quá, quánh không được. Có không? Nhét cỏ. Nếu mà em không có bỏ bóng tốt của lượng 6-4. Bóng không sang lưới. Đẩy bóng. Dạ nói đi. Tạm bóng. Tạm dừng hơi bỏ bóng ngoài, quá đáng tiếc. Chín bóng. Điểm 59. Ai thở đồng tay dùng cái là nghĩa mạnh ơi. Thằng bắt ngáo. Vô. Thở chơi giúp em vậy. Thở vô anh xíu ơi. Còn đang đụng nó đang hụt lên. Không có. Làm dùm cái lượng cái mì á. Bỏ bóng tốt. 15. Em có đội ai? Không có nào. Ủa mà mày tung băng nó. Ủa nó quá to. Em chiếc nào cũng tung
rồi tự nhiên xử đi. Đợi đây, còn như chơi nhiều. Nó làm điện không? Có bạn nó xuống rồi, có bạn. Xuống là được mà. Có bài sáng rồi. Chúng ta dưỡng sức nghe Quỳnh với Hoàng Nguyên nha. Dạ, có đầu tiên hả? Quỳnh với Hoàng Nguyên á. Chưa đâu, bên đây xong xong hết rồi. Ủa, mình bắn gì? Mình ta gì B không chịu nữa. Đâu? Bắn U. Mình bắn B phải không? Quỳnh quánh với Hoàng Nguyên. Em quánh với ai? Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên xuất văn á. Nhất bắn nước, A. Nước ông ơi. Ok. Sao vậy? Điểm sao vậy? Điểm tiếp 6, 10. 6, 10 nha. Nhà Nguyễn cũng bình thường à. Quá hay vậy, trời ơi, một bộ bóng tốt quá vậy. Bóng còn luôn. Chặn bóng tay chặn lưới. 70. Xin hỏi ý, xin hỏi ý. Bên đây 70. Từ cỡ đánh tiếp luôn phải không? Bỏ bóng tốt của lượng. Biết à? Không được đó. Ăn cái gì? Có ăn cái gì không mày ơi? Thôi ăn chút năm. Ờ, chứ ai gì bê như vậy. Hết đêm đây là vô đánh tiếp á. Chủ nhà nghỉ chút đi. Ừ. Mày sao cũng ăn. Trong vòng mày là những ai gì bê nè. Nghỉ 15-20 phút đi. Cho ông gia ông ăn nữa. Bóng tốt của Phát. 90. Điểm đang được, điểm đang được. Mấy? 11. Vậy là nãy điểm kia nó hòa phải không? Rồi 81. Hỏi không trả lời. Nãy nó lu bu đó. 81. Nãy lu bu hỏi ai ăn không trả lời. Bóng còn thủ tốt quá hay rồi, trời ơi rất tiếc các bạn ơi. Điểm 12-8. Bạn ơi dễ dễ thì nhảy có nổi đâu mà dễ dễ. Bạn ơi dễ dễ trên là nó chìm hơi đẩy. Đẩy quá. Điểm lượng 13. 9. Hồi nãy ăn xích 1 rồi. 13-8. Đâu, giữ xích lại. Hết nổi thì giữ xích lại. Bỏ đi. Bỏ bóng tốt của Phát. 9-13. Điểm này chưa đâu, còn nước còn 8 mà các bạn ơi. Ở đây bao nhiêu rồi? Ăn luôn con. Xin đọc điểm. Em nói dữ không? Nam photo 6 năm. Thôi luôn đi. Ăn ngồi nhảy hảo. Hỏi chuyện không mà nhảy đâu mà nổi không nổi. Bóng còn lưỡi. Điểm 10-13. Còn 4 thằng là rộng. Đi chiếc về hả? Bóng có thấp chưa không? Vậy kéo lấy, kéo còn không? Ủa? 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 Bóng ngoài 11-13 cho Phát Thần Long. Đập bóng tốt của lượng. Đang Lục Nam thua từ ngữ. 14-11. Di để mốt nó thơ nhất bản mà. Ăn uống luôn hả? Ừ. Vậy? Ăn uống gì vậy? Không có đi bằng ai, ghé luôn, không có ăn đâu. Thua từ ngữ hả? Thì bây giờ trận này xong rồi coi mới biết được.
Bây giờ nếu mà bên đây ăn là lục nam về đó. Coi luôn á. Nếu mà bên lục nam ăn là ba thằng tính điểm nè. Lục nam ăn là ba thằng tính điểm, còn lục nam ăn là lục nam về luôn. Bóng con mãi trắng bóng tốt 12-14 điểm Trần Ngữ 8-9 12-14 bên đây, bên kia bỏ bóng tốt của Lượng 15-12 lưu ý điểm cuối cho Quảng Lượng xếp 2. Quá đẹp Trần Ngữ, quá cố gắng của Trần Ngữ. Có bồn nhí nè, bây giờ bồn nhí nè. Ờ kìa bồn nhí kìa, chịu không? Phát bóng tốt của Đại, kết thúc xếp 2, 2 đội Hòa Nam 1 điều. Xếp 3 bánh 12 tới nha các bạn. 0-0 xếp 3 bắt đầu. Quá hay rồi, rất cố gắng nha. Bóng còn không? Điểm 1-0 cho Phát Càng Long. Bên đây nhiều rồi. Điểm Nam Phong Tô 13-14. Chắn bóng tốt của Lục Nam 14 điều ở ngoài, nói hay quá vậy. Điểm cho Quảng Lượng 1 điều. Video này ai coi quán gà luôn. Video này coi ai coi quán gà gán chịu á. Điểm 15-14 lưu ý điểm cuối với Trần Ngữ. Bên đây sao lại 2-1 cho Quảng Lượng. Quá xui chứ anh trời. Lột. Lột quá. Trần Ngữ làm gì đây? Trời ơi quá hiền. Nhét. Nhét đi, giật quá giật. Giật quá giật. Bóng con cho Trần Ngữ. Bên đây còn không Vinh, quá ai rất cố gắng kịp không? Không có ai vô luôn, Lượng chạy hết nổi rồi. Hai điều. Bên đây sao vậy? Hết hả? 1-0 cho Trần Ngữ. Lát động bên đây, lát động bên đây, lát động bên kia, quy ra là nghe quán gà luôn. Ai quán gắn chịu nha. Bóng ngoài, chúng ta xác định bỏ bóng ngoài. Điểm 3-2 cho Phát Hằng Long. Tính điểm đi, lộn xộn từ nữ nước bạn. Bóng còn từ nữ nhiều bạn. Bỏ bóng ngoài. Điểm 4-2. Với là Trần Nhữ, nếu Trần Nhữ ăn 2-0 á thì nó như rồi về. Lượng. Bóng còn. Tiếp tục là Lượng. Bóng còn luôn các bạn ơi, phát. Thủ tốt nè. Lại là Lượng. Rất tiếc em ơi. Điểm tốt cho Phát Càng Long 5-2. Tạm dừng hỏi ý. Điểm 5-2. Trọng tài xác định điểm nghiêng về tên Quảng Lượng 3-5. Chậm hơn tao quá phải chịu thôi. 6-4, bên đó 6-4 rồi. Không thể đụng. Không thể đụng. Thằng này giật quanh vậy mà thằng kia đụng. Cái xui vậy á. Bóng còn. Lượt. Trắng bóng tốt của Mãi. Tới sân 6-3. Nó trắng, nó giật về mà kia phỏng ra chứ. Điểm 6-3 cho Phát Càng Long. Quanh Phát, chỗ Phát hả?
để ngoài chỗ tổng tài là nó cái này đi chơi phát phát thằng Long. Điểm phát Càng Long 73. Bóng không sang lưới. Điểm tiếp cho phát Càng Long 83. Dỡ lưới lên, dỡ lưới lên. Được, bóng hơi xấu nha. Bóng ngoài luôn. 93. Đây tôi chưa vô đây không chịu đâu. Bắt bóng mang điểm trực tiếp của Mini Thừa. 13. Bên đây 57. Điểm số vẫn nghiêng về Nam Photo. Quá đẹp. Xử lý bóng tốt của Quảng Lượng. 40. Điểm 8-5. Sáng đặt bán con đường đường rưỡi mày bỏ luôn. Bữa nay nước lớn có nhiều nè. Bóng không sang lưới. Lưu ý điểm cuối xếp 3 cho phát Thằng Long. Bữa nay mùng 2. Bữa nay mùng 2 rồi. Bữa nay mùng 2 hôm qua gầm. Bóng còn. Còn mới tôm sót rồi đó. Quá đẹp. 12 con trứng. Trời ơi, bốn chiêu ký. Đặt chỗ nào vậy bóng? Bóng còn luôn. Bên đây nè. Bên đây, bên kia. Bên nào đây? Quảng Lượng quá đẹp em ơi. Còn luôn, trời ơi. Quá ghê vậy, thủ quá ghê vậy. Có đường đa chạy vô không? Đang nằm, nó đang nằm lộ trong. Ai rồi? Đâu quá vậy? Đúng con chèn rồi đó, đúng con chèn rồi đó. Rồi, gây cắn rồi, điểm cuối rồi, gây cắn rồi. Chặn bóng tốt của Mại, kết thúc trận đấu. Phát Càng Long thắng trong cuộc 2-1.